Xin chào vì các bạn, nối tiếp series giới thiệu linh kiện, các dịch vụ đang triển khai tại Di động Cao Cấp.vn. Nay Di động Cao Cấp.vn giới thiệu các bạn video thay mới cục cáp âm lượng volume của Asus Zenfone C Z007 tại Di động Cao Cấp.vn. Trên hình các bạn thể thấy đây là Asus Zenfone C Z007. Để thay được cái cụm cáp phím âm lượng của Zenfone C Z007 thì quý khách hàng sẽ phải phải tháo máy ra thì mới có thể thay được cái cụm cáp âm lượng của Asus Zenfone C. Đây là main mình đã tháo rời rồi, còn đây là cụm cáp âm lượng của Asus Zenfone C, thì đó là phần này. Đó là một sợi cáp như này. Để điều chỉnh được phím nguồn, tắt bật được nguồn hay là điều chỉnh tăng giảm âm lượng thì chúng ta sẽ phải thay được cái cụm cáp này ra. Đó. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn thì dịch vụ sửa chữa thay mới cụm cáp phím tăng giảm âm lượng phím nguồn của Asus Zenfone C. Quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc qua điện thoại đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của Di động Cao Cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho các bạn cái vụ các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng phần mềm của Asus Zenfone C nói chung và sửa lỗi fix lỗi phím nguồn chúng ta không giảm âm lượng của Asus Zenfone C nói riêng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.